Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp về cái mấy cái chế hoạt khí của máy cắt cỏ các bạn. Nhưng mà đặc biệt hôm nay thì mình chọn ra mấy cái loại bích tông ga ha. Mấy cái loại chế hoạt khí bích tông ga. Hôm nay mình sẽ khám phá bích tông ga coi với trụ ga kia nó có khác gì ha. Nó khác cũng không có nhiều các bạn, nó không khác nhiều. Nói chung thì nguyên lý cũng vậy thôi, nhưng mà có cái nó hữu hiệu, có cái nó không hữu hiệu. Ví dụ bây giờ mình đơn cử như cây, hồi nữa mình sẽ khám phá cái chế hoạt khí bích tông ga của thằng Kiorit nha các bạn. Chế hoạt khí này bích tông ga mà các bạn nhìn xem vậy chứ bích tông ga thư dữ nó nó và cái bích tông ga núm bơm lớn có lớp bề đỏ của thằng TG hả các bạn thì giống nhau. Bữa nay mình không có cây TG nào hết, có TG núm bơm nhỏ không các bạn. TG núm bơm nhỏ nè, TG TG đó các bạn, TG 24, TG 25, TG 28, TG 33 là núm bơm nhỏ. Rồi mình nữa mình phân tích cái núm bơm nhỏ và núm bơm lớn cho các bạn xem ha. Đấy, bữa nay mình khám phá cái để cho gần gũi các video trước thì mình sẽ khám phá cái loại bích tông ga của Kiorit nha các bạn. Bích tông ga của Kiorit thì cái bích tông ga của Kiorit này nó giống y chang nè là cái video trước, video 78 đó các bạn. Video 78 là trụ ga ha, trụ ga núm bơm mồi lớn của thằng TG27 đó các bạn. Bữa nay là thằng này là bích tông ga của thằng Kiorit, rất là bền nha các bạn, rất là bền, rất là dễ sử dụng do núm bơm mồi lớn lớp bề đỏ ha. Cũng như cái này cũng là bích tông ga nhưng mà núm bơm mồi nhỏ không có lớp bề đỏ thì cái này so với cái này thì cái này ngon hơn nha các bạn. Cái này nó không có lớp bề đỏ, bơm xăng hơi khó lên hơn ha, vậy đó. Còn các chi tiết khác cũng tương tự các bạn. Rồi bây giờ mình khám phá cái này nha. Thì ở bên hệ thống bơm tay nó cũng y chang như mấy cái video trước các bạn, y chang luôn. Hệ thống bơm tay nó gồm có cái núm bơm mồi này ha, và lớp bề đỏ và các cái lá lớp bề ở trong. Đây. Thì mình bơm xăng không lên thì nó gồm có cái núm bơm mồi này bị lủng nha các bạn, lớp bề đỏ này bị hư ha, bị tét bể. Kế tiếp nữa là cái hệ thống lọc xăng ở tại cái cây dài nè, hệ thống lọc xăng phía đây các bạn, nó bị nghẹt là bơm xăng cũng không lên ha. Rồi tiếp khám phá tiếp tới phần trong này ha, các cái lớp bề giữ này nè nó không thẳng thớm ha các bạn. Lớp bề giữ nè, cái này đường hút nè, đường xả nè ha. Hút xong cái mình đẩy nắm bơm thì cái đường hút nó đóng lại, nó đẩy nó mở đường xả ra cho giọt lên cái xin lỗi cái bạn, ở đây là đường đúng rồi, ở đây là đường xả nè, đây đường hút ha. Trong hai cái này nè, cái này đường xả các bạn, cái này đường hút. Nó cũng hơi lộn tí xíu. Đường xả đây thì nếu mà mấy cái lớp bê này thì nó dặn dẹo không thẳng thớm thì mình video trước mình đã nói các bạn rồi đó. Mình không có đầu thai thì mình lột ra mình ủi nó một cái ha các bạn, mình để lên hai lớp giấy mình ủi nó một cái thì nó sẽ thẳng băng thôi. Loại này nè nó có hỗ trợ hai cái lò xo các bạn, đây hai cái lò xo để nó giữ cho cái lớp bê đậy tốt hơn các bạn, đậy kín hơn ha. Đây ở dưới này nó có hai cái lò, bên này có cái lò xo nè các bạn thấy không, và bên này nó cũng có cái lò xo nè,
nè, để nó giữ kín hơn các bạn. Cái lò xo này mục đích là nó lúc nào nó cũng đẩy cái lá lớp B này cho kín hết ha. Thành ra cái loại này bơm xăng rất là hữu hiệu các bạn ha. Đặc biệt là hữu hiệu không phải là hôi hai hai cái này không, mà nó còn có núm bơm mồi đỏ. Là cái núm này không bao giờ hư nha các bạn. Rất là khó hư, chỉ trừ mình phá nó mới hư thôi. Là nó gắp cái viền bìa này với cái ở trong này nó bị này, mình đã nói nhiều rồi, nhiều khi mình nói lại các bạn lại nói mình làm dài dòng ha. Ở đây nè, hở đầu này nha, hở đầu ra nè và đứt thì nó bơm không lên ha các bạn. Rồi mình gắn nó lại nha, gắn nó cũng hơi kỹ cẩn thận chút, nó cho nó vô cho nó ngon. Có cái nó hơi khó gắn các bạn, mình không tha nhớt vô, nó hơi khó gắn, nó khó vô à, vô rồi nha. Và ở đây nè các bạn, ở đây nó có hệ thống lọc xăng này ha, ở đây nó có hệ thống lưới lọc ha. Mình thử nếu mà trường hợp lưới lọc nó có không có nghẹt, thử bằng cách tra ống vào đây nè, mình nút thổi nó, nếu mà nó không có nghẹt thì mình không cần phải sửa chỗ này ha. Và kế tiếp ở đây là miếng da hơi các bạn, da hơi ở đây nhờ lỗ sọc ti này nó đẩy hơi đây, lỗ sọc ti đây các bạn, nó đẩy hơi qua đây, nó đẩy một luồng hơi ra, nó làm phình cái miếng này lên và tớp miếng này xuống ha, theo nhịp độ của piston thì nó sẽ tạo thành một cái máy bơm nó đẩy xăng lên ha. Cái đó là hệ thống bơm tự động. À, hệ thống bơm tự động này, cái da hơi này rất là ít hư các bạn, nó cũng không kén như bên máy cưa cây đâu. Bên máy cưa cây chỉ yêu cầu cứng tí xíu là nó không bơm được, còn bên này hơi cứng chút nó bơm được các bạn. Tại vì cái cung cấp xăng ở bên máy cắt cỏ động cơ nó phân khối nó nhỏ đó, như nó kết cấu bằng trụ ga nè, cho nên nó ít thiếu xăng cái tình trạng bên da da bơm này. Còn bên máy cưa cây thì miếng này chỉ chai chút xíu là không đủ xăng các bạn. Rồi bên này vậy nó cũng đại khái giống như mấy cái kia các bạn, mình lắp lại nha, nó giống y chang mấy cái mình đã làm rồi ha, không khác gì hết. Này mình cũng không quên nhắc các bạn đừng bao giờ mà đưa cái ống hơi có áp lực mạnh vô đây xe thổi nha các bạn, nó sẽ bể cái miếng da hơi ha. Mình muốn xịt như vậy thì mình phải tháo rời miếng da hơi ra mình mới xịt nha. Mình để miếng da hơi nguyên vậy nè, mình kê vô mình xịt là nó sẽ bể cái miếng da hơi nha, không nên. Rồi cái bên này là bít tông ga này nó có kim chỉnh nha các bạn. Cái kim chỉnh một là cây này là tốc độ cao nha các bạn, và ở đây là chỉnh mình chỉnh tốc độ thấp bằng cái cây kim này các bạn. À, mình chỉnh tốc độ thấp bằng cây kim này nha, mà cũng ít khi chỉnh lắm, khi nào mình chạy gan ti không được mình mới chỉnh ha. Ở đây ở trong này mình cách tháo rồi các bạn, rút kéo nâng cái lò xo này ra ha, mình cầm vậy mình duỗi thẳng ra vậy thì mình sẽ lấy ra được ha. Đấy rồi bắt đầu ở trong này nó có gì, nó có một cái phe đây các bạn, cái phe để nó gài không cho cây kim này đẩy lên ha. Cây kim ở trong này nó đè cái lớp cái phe này nó đè lên đầu này nè các bạn, đây nó đè như thế này ha. Đấy, nó đè đây lò xo ở ngoài này, cái lò xo ngẫu lực này nó đè dòng lên trên mép về ngoài, nó làm cho cây kim này cố định một chỗ ha. Mục đích cái phe này là vậy, nếu không có cái phe này thì cây kim này nó sẽ tuột lên các bạn, cho nên không thể thiếu cái phe này nha. Cái phe này mất là cũng không sử dụng được. Kế tiếp cây kim này cây kim này khi nào tình trạng gì các bạn chỉnh cây kim này, tình trạng thiếu xăng các bạn không chỉnh được ha, thiếu xăng các bạn không chỉnh được, hoặc là hao xăng các bạn không chỉnh bằng cái kim kia nó hết thì các bạn sẽ chỉnh thêm cái kim này ha, bằng cách là mình lấy kềm đây các bạn, mình gấp vô đây ha, mình gấp vô đây mình giật ra, mình dời xuống phía dưới là tăng xăng nghe các bạn. Đây dời xuống phía dưới là khớp dưới này là tăng xăng
tăng xăng ở tốc độ thấp, và dời phía trên này là giảm xăng ở tốc độ thấp. Gan ti đó các bạn, và khởi động đó, mạch khởi động, mạch gan ti đó. Đây dời lên đây là mình vô tình mình hạ cái kim xuống thấp cho nên nó ít lên xăng ha. Và mà chuẩn của nó là nắp giữa nha các bạn, chuẩn của nhà chế tạo là nó để ngay nắp giữa. Đấy, cái kim này các bạn. Khi các bạn vệ sinh các bạn phải làm sạch cái thân cây kim này ha. Và ổ chứa kim, các bạn phải làm sạch cái ổ chứa kim ở trong này ha. À, bằng cách mình lấy bông gòn mình quấn vô cây tăm ha. Mình thấm GB7 nè, mình cọ rửa nó các bạn ha. Chứ không phải nói xịt rẹt 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 là xong đâu các bạn. Xịt rẹt rẹt là cái bình xăng mình á, bệnh nhẹ thì mình xịt rẹt 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 nó hết. Còn cái bệnh máy mẳng bám cứng đầu các bạn xịt rẹt rẹt nó không có hết. Ở đây ở trong này nè, nó gặp những cái mà chất bẩn mà dạng keo đó các bạn, nó đóng vô là thiếu xăng mãi mãi luôn. Đó, lỗ vàng đó, lỗ vàng mình có thể tháo ra được nha các bạn. Cái lỗ đó là lỗ tia phun. Và mình còn gọi là ống khuếch tán đó, lỗ tia phun. Mình có thể tháo ra được. Rồi, để mình quay cái chiều này mình tháo cái miếng da xăng ra cho các bạn xem ha. Chiều này tháo miếng da xăng, đây mình tháo miếng da xăng ra thôi, để mình lắp lại với cái này cho các bạn xem ha. Đây, bằng cách là mình lấy ngón tay cái mình bấm vào đây ha các bạn, rồi nó sẽ đưa cái dây ga ra nè. Rồi bên đây mình để cái kim xăng vô nha, và mình để cái miếng này vô nha. Đấy, các bạn có thấy rõ không? Xong cái là mình cái khe này cho nó trùng dưới khe ngoài, khe trong trùng dưới khe ngoài nha các bạn, cho nó dễ mình lừa lại cho nó khe ngay khe ha. Đấy, bắt đầu mình ở dưới này nè, mình bọc ở đây ha, mình nhả cái lò xo xuống thì nó được các bạn, rất là đơn giản ha. Thì cái miếng phe nãy đó, cái miếng phe tròn lớn đó là nó có nhiệm vụ nó giữ cây kim này, không cho cây kim này trồi lên nha. Và mình lắp lại thôi ha. Lắp lại ở đây nó có đường dẫn, cái khe dẫn hướng. Cái khe này gọi là khe dẫn hướng nha các bạn. Ở phía trong này nó có một cái ắc cố ắc định vị. Đây các bạn, ở phía trong này nó có một con ắc định vị ở đây. Cái khe dẫn hướng và ắc định vị phải trùng nhau nha các bạn. Các bạn đưa vô mới được. Cái khe dẫn hướng này và cái ắc định vị ở trong này nó phải trùng nhau. Các bạn đưa vô rất là dễ luôn. Các bạn nếu các bạn đưa sai thì nó sẽ không vô nha các bạn. Đấy, rất đơn giản ha. Cái tình trạng cây kim dơ, ống khuếch tán dơ, chỉnh sai thì nó gây nên cái tình trạng máy chạy không êm, chạy lớn không được và chạy nhỏ không êm nha các bạn, gây nên tình trạng thiếu xăng ha. Đó, cái hư hỏng ở đây là nó như thế. Còn vẫn mình tháo tiếp về cái chế quạt khí này, nó cũng mang thương hiệu TK này các bạn, cũng như cái clip kỳ trước ha. Thương hiệu TK nó làm rất là nhiều chế quạt khí, không khác gì cái thương hiệu Wanro các bạn. TK này nó rất là mạnh ha, chế quạt khí của nó xài rất là bền. Rồi bây giờ mình tháo tiếp ở bên phần da xăng nha các bạn. Da xăng ở đây giống y chang Wanro luôn các bạn, xài chung luôn các bạn. Da xăng giống y chang Wanro luôn, xài chung luôn. Chứ không phải cái da xăng mà loại của thằng kia, của thằng TG27 nha các bạn. Da xăng đây, da xăng một thứ với da xăng Wanro có chai nha các bạn. Da xăng này nó dở hơn cái da xăng của thằng TG27 và thằng Echo Kiorit. Kiorit hiện loại kia các bạn, loại kia mình cũng có giới thiệu các bạn, nó giống vậy nè. Đây,
Kiêu loại kia nó có kim chỉnh đây và da bơm kiểu này nha. Da bơm hai lỗ nè, giống như cái TC27 các bạn. Đây cũng của Kiêu nhưng mà này trụ ga chứ không phải bích tông ga. Trụ ga thì nó giống y hõm gài mình đã hướng dẫn các bạn. Đây, bây giờ mình tháo tới cái ở phần trong này thì trong này nó có gì khác. Tại sao mình nói cái loại chế quạt khí này nó bền, rất là bền bỉ các bạn. Ở đây là cái lớp B của nó có thể tháo ra được và có thể thay da được rất là dễ dàng. Đây để mình tháo cái hệ thống lớp B một chiều ra cho bạn xem. Các bạn có thể dí ống vào đây ha để các bạn thử. Đây là lỗ lớp B một chiều. Đây ha. Đây, dí ống vào đây các bạn nút thổi, nút thổi thì nó có tính cách một chiều là ok nha các bạn ha. Để mình tháo ra cho các bạn xem, bởi vì cái chế hòa khí này nó rất quý. Thường á, người ta gọi chế hòa khí này chế hòa gọi là chế hòa khí mặt nguyệt. Tất nhiên là nó có một cái miếng nửa vần trăng này các bạn. Các bạn thấy miếng nửa vần trăng tháo ra được nha. Để mình tháo cho các bạn xem. Nửa vần trăng. Do đó người ta đặt chế hòa khí này là loại chế hòa khí mặt nguyệt. Rất là quý đối với máy cưa cũng như máy cắt cỏ. Tại vì sao? Tại vì cái lớp B này rất là dễ sửa chữa các bạn. Đây mình tháo ốc lớp B ra rồi nè ha. Đây để mình tháo tiếp cho các bạn xem. Đây mình sẽ tách lên đây. Mình sẽ lấy được cái mặt nguyệt này ra các bạn. Đây, mặt nguyệt đây. Ở trong mặt nguyệt này nó có một cái lá lớp B đây các bạn. Đây ha, lá này thay được nha. Ở hiện nay thị trường nó cũng có bán nha. Miếng này. Đây cái hai cái lá lớp B nè các bạn. Hai cái lá van tim nè. Nó nằm đây. Bên này một cái, bên này một cái. Mà cái bên này không có xài các bạn. Cái bên này nó bít, nó không có xài, nó không có khoét lỗ nha. Đây, nó chỉ có lỗ bên này thôi. Các bạn thấy không? Đây. Là đây nè, là lá này mới có xài nè, lá bên này không có xài. Đấy các bạn. Cho nên cái này không bao giờ bị hư lớp B giữa. Nói thật các bạn ha, cái này nó chấp cái quanh rồ luôn á. Cái chế hòa khí này nó chấp cái chế hòa khí quanh rồ mà tại lý do thợ nó không biết sửa cho nên dục của mình thôi nha các bạn. Cái chế hòa khí bích tông ga mặt nguyệt này nó chấp cái chế hòa khí quanh rồ luôn, nhưng tại sao mà mỗi lần nhẽ là nó mỗi dục bỏ của mình, lý do nó không biết sửa, nó dục bỏ rồi nó chê dở thôi. Chứ cái chế hòa khí này là rất là đỉnh cao luôn ha. Hệ thống bơm xăng giống y như OneRoad có lớp B đỏ nha. Và lớp B giữa của OneRoad có khi là không sửa được. Mà sửa được thì rất khó. Còn lớp B này rất là dễ sửa các bạn ha. Không bao giờ bị hư. Hư bỏ đó các bạn. Hư sửa rất là dễ. Cái miếng này nè. Nguyên cái miếng đen này nè. Thị trường có bán. Mình mua về lắp cái bạc vô là xài tiếp ha. Khi lớp B hư. Hư là nó hư tình trạng nó không có giữ được một chiều thôi. Chứ nó không bao giờ bị nghẹt. Cái lỗ chà bá lửa gì sao bị nghẹt được các bạn. Ha. Nó không bao giờ nó bị nghẹt. Nhưng mà nó hư là lý do nó không đậy. Cho nên mình bơm xăng bị khó thôi. Nó lọt không khí vào các bạn. Nó lọt không khí từ ở trên họng khuếch tán này. Nó lọt xuống đây nè. Nó làm cho mình mỗi lần mình buông cái núm vú nó không nút được xăng. Mà nó lại hút hơi của trên trên họng này đi xuống không à. Cho nên khi mỗi lần vậy á, muốn bơm xăng cho nhanh là phải lớp B này cho tốt, nó đậy, nó không cho không khí vào thì nó mới nút xăng lên được. Các bạn có hiểu kịp không? Đó, cho nên cái lớp B một chiều này nó đóng cái vai trò bơm xăng rất là lớn, và cái thứ hai là nó dẫn xăng lên ống khuếch tán. Nhưng mà đối với cái chế hòa khí này thì nó không, cái chuyện vẫn dẫn xăng lên ống khuếch tán nó không còn là quan trọng nữa, tại vì nó lỗ rất là to, nó có bao giờ bị nghẹt đâu. Mà chẳng qua nó hư là hư cái lá lớp B này nó bị dên dẹo, nó không đậy bề này nè, đậy như ngón tay trỏ mình này ha, nó đậy vô đây, nó bít lại là không khí không có lọt vào cái bình giữ mực được, thì mình bơm cái rét là nó lên.
Còn nếu mà nó không đậy lại, nó đậy không kín là mình bơm nó cứ lọt không khí từ cái trên họng, trên cái ống khói tán nó lọt xuống hoài, nó không có nút xăng lên được các bạn. Vậy thôi ha, rất là đỉnh. Rồi bây giờ mình khoan, mình gáp cái đó vô để mình tháo tiếp cái hệ thống kim ba cạnh có gì khác. Hệ thống kim ba cạnh này con ốc lớn nha các bạn, không cần phải con vít nhỏ, ốc lớn, ốc vít ba ke lớn. Để mình tháo ra cho các bạn xem. Để coi cái kim ba cạnh này nó có gì khác các bạn. Đây, ốc nó mình lấy ra được rồi các bạn ha. Đây lần lượt là mình lấy cây lưỡi gà ra nha các bạn. Đây lưỡi gà đây và cây ắc lưỡi gà đây. Cây ắc lưỡi gà và lưỡi gà nó phải trơn chu tuyệt đối nha các bạn. Khi các bạn gấp thì là nó phải tự do ha. Đây, nó rất là tự do luôn rồi ha. Tự do tự tại thì nó mới làm việc tốt nha các bạn. Ha. Đây, nó tự do tự tại, nó làm việc rất là tốt. Còn nếu nó bị kẹt cứng là nó làm việc không tốt nha các bạn. Và nó bị lung lay, có nghĩa là nó bị rơ, thì các bạn hãy bấm nó lại cho nó hết rơ nha các bạn, mà không được bấm cứng nha. Nó rơ, nó có nhiều trường hợp bị ai phá nó bị rơ. Nó rơ rất là dữ, thành ra cái độ đóng nó cũng không chính xác. Do đó khi mà các bạn tháo ra, các bạn thấy cái ác này quá rơ, các bạn bấm chỗ này lại, bấm hai mấu này lại cho nó đừng hết rơ nha các bạn. Hết rơ nhưng mà không được cứng. À, nó rất là trơn tru ha, không rơ. Độ chính xác cao các bạn. Ở đây nó có cũng y chang, nó có một cái lò xo đây, lò xo ngẫu lực này để nó đẩy cái lưỡi gà lên, nó là đóng cái bông tu lại các bạn. Lò xo này nè, nó đẩy lưỡi gà lên, nó đóng bông tu lại. Kim ba cạnh đó các bạn. Mình quen quen miệng mình cứ gọi bông tu không, nhiều khi các bạn không hiểu. Là kim ba cạnh đó, nó đóng cái lò, cái nhờ cái lò xo này nó đẩy cái lưỡi gà làm lò xo ngẫu lực nó lúc nào á. Bây giờ nói nôm na, cái đầu kim bông tu nó bị ai tác động nó để nó đóng, là thằng này nè các bạn, thằng này nè, thằng này tác động lên đầu kia của lưỡi gà, nó đẩy cái đầu của bông tu làm bông tu đóng lại, đóng kín suốt luôn, trừ khi máy nổ. Máy nổ thì theo nhịp độ của miếng da này nó sẽ rung, nó sẽ mở lưỡi gà ha. Mình đã nói nhiều lần rồi ha. Rồi bây giờ mình gấp cái bông tu ra coi cái bông tu nó có khác không. Đây các bạn quan sát cái bông tu của nó nè, rất là to ha. Đấy, to gấp gấp 3 gấp 4 lần cái bông tu đời mới nha. Bông tu quanh rồ và bông tu của TJ27. Đây để mình lấy ra mình so cho các bạn xem. Cái bông tu của TJ27 nó rất là nhỏ, và cái bông tu của quanh rồ cũng vậy các bạn, nó rất là nhỏ. Nhỏ tí luôn. Đây. Đây để mình lấy ra mình so hai cái bông tu này nó khác lắm. Nhưng mà nó có gì hay, có gì dở. Tại sao mà cái bông tu nhỏ nó lại thiết kế nhỏ? Đây, bông tu quanh rồ đây các bạn. Ha. Và bông tu của thằng bích tông ga đây các bạn. Nó to đùng vậy nè. Ha. Thì cái độ hữu hiệu của thằng nhỏ này tốt hơn nha các bạn. Cái thằng nhỏ này cần một lực đẩy đó, nhỏ hơn, nó đã kín rồi nha. Thằng lớn này cần một lực đẩy lớn hơn. Thì lực đẩy lớn hơn thì nó bị gì? Lực đẩy lớn hơn nó sẽ gây nên mau hỏng cái đầu này. Mau hỏng cái đầu đầu nhựa. Ha. Đóng mở, độ nhịp độ đóng mở thì nó kém nhạy hơn, nó to, cho nên nó cần một lực lớn hơn. Đấy. Cái này là đời chung ha, đời này đời cận. Này đời chung, này đời cận. Đấy các bạn. Rồi, để mình lắp vào cho các bạn ha. Xem, nó chỉ vậy thôi các bạn. Nó ở đây, nó gồm có hệ thống kim ba cạnh,
đòn bẩy là cái lưỡi gà đó các bạn, và cái hệ thống lớp B thì nó hết rồi, mà nó làm thiết kế rất là đã luôn các bạn. Đây để mình lắp vô ha. Đầu tiên là mình để cái kim ba cạnh vô ha các bạn, rồi kế tiếp là mình để cái lò xo lên. Đó, lò xo mà lên mình có hướng dẫn các bạn rồi đó, trong cái clip video mình sửa chế quạt khí quanh rồ, mình có nói với các bạn cái chiêu đó. Mình nhỏ đốm với keo dán sát ha, mình chấm vô đây cái, mình chấm vô đây cái là cái lò xo này nó nằm chết đơ ở đây luôn, mặc định mà mình làm. Đây lắp vô nha các bạn. Đây rồi mình nhớ mình xem coi bên đầu dài và đầu ngắn bên nào ha. Đây bên này đầu ngắn ha, bên này đầu dài nè, mình để cái đầu ngắn đầu dài cho đúng ha, mình để vô. Rồi mình để xuống ha, để xuống quan trọng là cái lò xo nó có đúng vị trí của nó không nha các bạn, cái đó là quan trọng nhất. Và cái mỏ lưỡi gà nó có kẹp được cái khớp bông tu không nha, có hai điều đó thôi. À bây giờ mình còn quên nha, quên các bạn hãy vệ sinh như mấy cái clip kỳ trước nha, vệ sinh đầu bông tu, vệ sinh thân bông tu và ổ chứa bông tu nha các bạn. Vệ sinh bằng cách là mình xịt G77 vô ha, rồi mình lau chùi cho nó sạch sẽ, dùng máy xịt xịt gì đó ha. Nhưng mà các bạn nhớ đừng có dùng máy xịt lạm dụng quá, các bạn xịt cái rẹt nó bay mất cái bông tu cái khỏi ráp vô luôn các bạn. Cái máy xịt thì chẳng qua mình làm cho nó nhanh lẹ với đối với những cái máy không có hư thôi. Và máy xịt với máy cái GB7 này thì nó hỗ trợ mình làm thôi, chứ quan trọng nhất là mình xem xét cái chế quạt khí mình có gì hư không mình sửa chữa, chứ còn cái chuyện nó không hư xịt rẹt 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 mà ai làm không được ha. Rồi bây giờ mình lắp cái hệ thống lớp B vô, lớp B một chiều này rất là đã các bạn, các bạn thấy là ghiền nó liền ha, nó rất là ít hư, không hư luôn các bạn. Đây chế quạt khí mặt nguyệt nha, nó còn có cái tên riêng vậy, do thợ mình đặt ha. Đây vít này nó cũng to nè, nó dùng vít ba ke thường ha, rất là dễ sửa chữa luôn, khỏi cần mua vít ba ke nhỏ. Rồi ok. Lắp da bơm vô ha các bạn, da xăng nè, da xăng này mình kiểm tra da xăng nó còn độ mô lên này ha, còn độ mềm ha là ok các bạn. Khi lắp vào đây các bạn hãy nhấn thử cái tay mình ha, khi nào mà nó mình nhấn xuống vậy mà mình không còn cảm giác có khe hở nữa thì mình thay da bơm ha, thay da xăng. Còn nó có cảm giác có khe hở, nó không có đè trực tiếp lên cái đuôi lưỡi gà ở đây các bạn, đuôi lưỡi gà nè, đuôi lưỡi gà thì mình chỉnh theo mặt bằng nha các bạn. Ở đây mình chỉnh xong rồi nè ha, nó zin nó vậy đó các bạn, cái đuôi này với cái thành này ngang nhau, đuôi này nè với cái thành ngang nhau ha, là nó bằng đó các bạn. Rồi mình để da bơm vô, da bơm khi nào mình không có da bơm mới thay thì mình mới chỉnh cái đuôi lưỡi gà nha. Mà đừng bao giờ, các bạn không thông thạo thì các bạn chỉnh đuôi lưỡi gà ghét hết xài được luôn ha. Đấy úp vô có độ hở nha, mình nhấn tay đây mình có cảm giác nó có độ hở, nó mới tiếp xúc một chút xíu có khe hở vậy. Để chi? Để là nó không đè trực tiếp lên cái đuôi lưỡi gà, nó làm sục săn nha các bạn. Đây mình úp lại ha. Rất tiếc là cái này nó không có chốt định vị, nó hơi khó một tí ha, nhưng mà cũng được các bạn. Bên quanh rồ á, cái miếng này nó có chốt định vị, còn bên này nó không có chốt định vị, mình làm kỹ một chút sợ nó sai lỗ, có mình ghim cái mấy cái ngóc này vô nó làm hư cái da bơm mình ha, máy không chạy luôn. Có định vị thì nó tốt hơn ha các bạn, còn cái này nó không có định vị thì các bạn để kỹ càng ha, cho nó ngay ngắn rồi các bạn hãy dặn vô ha, dặn nhẹ nhẹ vô thôi, đừng lấy máy út rét 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 vô nhanh, nhưng mà nó dễ sai lắm các bạn. Mình dặn nhớ vô vậy ha, cái mình dặn nhớ vô cái này nữa ha, dặn nhớ vô mục đích để chi, để nó sửa cái miếng da bơm mà chỏng cho ngay ngắn các bạn ha.
ngay ngắn bốn cái lỗ, tại vì á, là mình nói là nó không có chốt định vị cho nên nó rất là dễ sai bốn cái lỗ này ha, cho nên mình làm vậy ha. Đấy, đâu đó đàng hoàng rồi á thì mình mới dặn máy dặn gì dặn ha. Đó rồi. Rồi mình muốn dặn máy thì mình bây giờ mình dặn đó, chứ đừng có bao giờ ghim vô mà làm rét 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 là nó sai bét hết á. Nhiều khi các bạn xúc bình xăng vô tình á, không có xúc sạch đâu đó mà nó lại bị hư đồ nữa ha. Ở đây là kim chỉnh tốc độ keo nè, cũng như mình đã nói như bên quanh rồi, cái đường lên á, cái đường lên nó trong bình giữ mực này nó đi lên cái ống khuếch tán đây ha, thì nó sẽ đi ngang cái kim này nè, cái kim này nó ép vô cho cái lỗ xăng nó nhỏ 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 hoặc lớn ra, nhỏ lại hoặc lớn ra tùy theo ý thích của mình ha, tùy theo cái lỗ tai mình nghe cái máy chạy. Khi nào mình lên ga một cái hun nó lên là đủ xăng, khi nào mình lên ga mà nó sững 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 một hồi lâu nó mới lên được là thiếu, khi nào mà nó chạy lì 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 nó không hun được thì nó dư. Rất là đơn giản ha. Và cây này là cây ganh ti để đẩy cái trụ ga này nhóm lên nha. Đây đây, cây này cây ganh ti, cây nằm khơi ở ngoài này các bạn, là cây ganh ti, nó để đẩy cái trụ này cho nhóm lên giống như bên quanh rồ thôi ha, nó đẩy cái trụ này nhóm lên cao để mở họng gió lớn lên để cho máy chạy chạy lớn từ từ hoặc là chạy nhỏ theo ý thích của mình ha. Cây này cây ganh ti. Rồi thì cái chế hòa khí bích tông ga của Kiorip mình có thể độ chế qua máy khác, hễ nó đúng lỗ nè, lỗ này người ta gọi là lỗ vô quyền các bạn. À không, nhìn bên này mới được, nhìn bên này à, bên ngoài nè ha, bên không có lỗ sọc ti á, mình nhìn nè, lỗ dấu sắt ha. Ủa đúng là lỗ dấu sắt, lỗ này người ta gọi là dấu lỗ dấu sắt. Thì mình sẽ kiếm cái miếng phím dấu sắt mà mình thay đổi lỗ lại ha, lỗ dấu sắt. Mình có thể lấy cái chế hòa khí này mình đưa qua mấy cái máy nào có lỗ dấu sắt mình cũng xài được các bạn ha, không có gì khó. Rồi cái video mấy video kế tiếp thì mình sẽ khám phá cái loại chế hòa khí không có lớp bề đỏ tại sao khó bơm ha. Rồi cái video mình hướng dẫn cái chế hòa khí bích tông ga đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có xem video thì có thích, có thấy hữu ích thì nhớ like cho mình cái ha, và nhấn chuông đăng ký để cập nhật những cái thông tin mới nhất về các video của mình ha. Xin mến chào các bạn nha.